Với cái chiếc áo bông rộng em đang mặc trên người đây các chị ơi, phải nói nhìn vào rất là năng động luôn. Và cái màu sắc của nó các chị thấy được là cái màu nó loang ra nha các chị yêu nha. Màu vàng và phối với lại màu loang trắng rất là đẹp và nhìn cực kỳ là mắt. Và áo này em sẽ phối với lại một chiếc quần tò và mang một đôi giày thể thao, nhìn vô rất là cá tính và năng động nữa. Quần này thì bên em cũng có bán luôn nha cả nhà nha. Ví dụ các chị mình có thích thì mình phối lại với nhau. Và áo này nó sẽ có hai túi hai bên. Đem cho các chị coi. Một là mình mặc theo cái kiểu phát lên như thế này, và hai là mình mặc theo cái kiểu dấu quần cũng xinh đúng không các chị? Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu áo tiếp theo cho mọi người xem nha. Đợi em tí xíu ha. Sắc thứ hai đây các chị yêu ơi, và cái màu sắc xanh này đây thì em phối với là một cái chiếc quần màu trắng như thế này. Và chiếc quần baggy màu trắng này thì bên em cũng có bán cho mọi người luôn. Các chị có thể phối lại thành một cái phong cách nhìn nó rất là năng động đúng không các chị, và che khuyết điểm nữa. Cái này sau cho các chị coi phía sau lưng nè. Rồi áo vẫn có hai túi cho cả nhà nha. Phân rộng mình mặc theo kiểu dấu quần cũng rất là xinh các chị. Hoặc là phối quần như thế này thì em thấy nó đang là mốt hiện nay. Không biết là các chị đã có cho mình những set đồ như thế này chưa ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tiếp theo, coi thử là áo nó sẽ có màu nào với màu nào nữa nha. Cái màu sắc cuối cùng rồi đây các chị yêu ơi, vẫn là cái chiếc quần baggy màu trắng này. Và em sẽ phối với lại chiếc áo màu khác cho các chị ha. Áo này là một cái tông màu đỏ. Vừa rồi hai màu đầu tiên em mặc cho các chị xem là vàng xanh. Và cái màu này đỏ vẫn với lại loang màu trắng nha các chị yêu nha. Mặc vô nhìn rất là năng động luôn nè. Các chị mình mặc cái áo này thì mình cảm thấy thoải mái, tại vì co giãn rất là mạnh, thấm mồ hôi cho các chị, mà còn có hai túi hai bên nữa. Mình có thể đựng một vài cái vật dụng nhỏ cho các chị yêu nha. Quay đằng sau cho mọi người xem phía sau lưng. Rồi phía trước đây ba tông màu, và cái áo này phông rộng cho nên các chị có thể mặc được khoảng tầm 60-70kg đổi lại luôn. Và chị nào muốn sở hữu chiếc áo này hay là những chiếc quần baggy hay là chiếc quần jean lúc nãy em mặc cho các chị xem á, thì mình thích cái nào mình mua về phối lại với nhau rất xinh đẹp. Để lại ngay cho em số điện thoại còn bên bài sản phẩm nha. Hai thông tin đầy đủ để em chốt cho các chị giao hàng tận nơi cho mình ha.